Lễ tang của nghệ sĩ trí tài tại Việt Nam, vợ chồng Trường Giang Nhã Phương lộ khuôn mặt thất thần, linh cữu cố nghệ sĩ đang được chuyển đến nhà tang lễ. Vào ngày hôm nay 12 tháng 12, từ 10 giờ sáng, người hâm mộ và đồng nghiệp có thể đến thắp hương và nói lời tiễn biệt trước khi linh cữu cố nghệ sĩ trí tài được đưa về Mỹ. Vào chiều ngày 9 tháng 12, cả làng giải trí Việt đã chấn động khi thông tin nghệ sĩ trí tài đột ngột qua đời do bị đột quỵ. Sự ra đi của nghệ sĩ trí tài đã khiến người hâm mộ, nghệ sĩ Việt vô cùng thương tiếc và xót xa. Đến ngày 12 tháng 12, nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Việt Hương thay mặt gia đình đứng ra chịu tang và tổ chức lễ viếng cho cố nghệ sĩ trí tải tại Việt Nam. Theo thông tin trên bảng cáo phó do nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ, lễ nhập quan của cố nghệ sĩ trí tải sẽ diễn ra từ lúc 7 giờ 45 phút sáng ngày 12 tháng 12. Từ 10 giờ đến 16 giờ, bạn bè và người hâm mộ có thể vào viếng. Nhưng ngay từ 7 giờ sáng, nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để tiễn đưa cố nghệ sĩ trí tài. Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra, các nghệ sĩ và người hâm mộ nên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và tự bảo vệ an toàn cho bản thân khi đến viếng. Được biết sau lễ tang tại Việt Nam, linh cứu cố nghệ sĩ trí tài sẽ được đưa sang Mỹ vào chiều cùng ngày. Ca sĩ Phương Loan, chồng nghệ sĩ Việt Hương. Ca sĩ Hoài Tâm và gia đình sẽ đón linh cữu cố nghệ sĩ vào lúc 8 giờ 30 phút giờ địa phương ngày 12 tháng 12. Sau đó nghệ sĩ trí tải sẽ được an táng theo đúng nghi thức vào ngày 13 tháng 12.